Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay mình có dịp để đi chơi lên dân tộc Dao ở trên vùng cao ấy. Mình lên đây thấy nhà tường trình này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bác cho bác xem cái toàn cảnh cái ngôi nhà ở đây nhé. À, nhà đây vẫn lợp mái ngói âm dương này các bác này. Ở dưới đây là có cái này là gọi là cái gì nhỉ, cái này để hay để phơi thóc ấy các bạn. Trên này vẫn vẫn đây dùng cái này để phơi thóc, ở kiểu như là ngày xưa không có cái sân sân bê tông ấy, không có sân bê tông ấy thì toàn phơi dùng cái đấy để giải ra ở trên cái mặt mặt sàn như này, xong rồi là phơi thóc phơi ngô ở trên này nhá. Đấy, nhà này cũng rất là lâu rồi các bạn ạ. Nhìn mái ngói có rêu xanh hết rồi này. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong nhà để tham quan một chút nhá. Đây, rất là nhiều thóc các bạn nhé. Hồng ơi, quay vào đây quay cái gì nhé, quay một chút, đang trực tiếp quay trực tiếp rồi. bên trong này là bếp này các bạn này. Các bác ơi, đây là cái căn là cái khu vực bếp ở trong cái ngôi nhà này nhá. Khu bếp thì có hai loại bếp nhá. Bếp này thì đây là lò, bếp lò này thì hay dùng để nấu rượu này. Nấu rượu ở dân dân tộc trên này vẫn hay rất nấu rượu nhiều ấy. Còn đây là bếp, đây là dùng để sinh hoạt hàng ngày ấy, nấu ăn, nấu đồ ăn ấy. Đi ngủ rồi. Đây này. Đây sẽ là cái đồ để nấu rượu nhé, nấu rượu ở trên này. Đây bây giờ dùng toàn bằng nhôm hết rồi. Ngày trước thì ở đây thì dùng bằng cái nồi này, bằng gỗ cơ. À, bây giờ cải tiến dùng nhôm hết nhá. Ôi, đây là mấy con mèo này. Mấy con mèo này. Ba con mèo này. Ôi trời ơi, nhìn này, ngộ chưa ạ? Các bạn ơi, đây là mình đang lên trên gác một chút nhé. Mình sẽ bật cái flash lên để xem khám phá trên gác này một chút nhé. Wow, trên này rất là nhiều ngô này các bác này. Ngô này, ồ, nhiều ngô nhé. Ngô trên này là để trên bếp luôn nhé. Để trên bếp cho đỡ khỏi bị mọt đấy. Rất là nhiều này. Ôi rồi ôi, mình bật đèn, cái đèn flash của mình hơi thiếu sáng các bác ạ. Đây các bác nhìn ngô này. Đấy. Đây, ngô bao nhiêu, một vụ ngô một năm ấy được bao nhiêu thì là dồn hết trên, để trên gác này hết rồi. Rồi. Còn đây là những cái gì đây? Thóc giống mà. Đấy. Ồ, còn cái dây hay cái củ sắn này các bác ạ. Củ sắn này, cái đống củ sắn này. Mình sẽ đi qua lại gần này để xem này. Đây là củ sắn này, chắc mấy năm rồi các bác ơi. Ôi, để trên này vẫn cũng vẫn bị mọt này. Ôi rồi ôi. Vào vào cái nhà dân tộc ấy, trong nhà chỉ có gạo với ngô khoai sắn thì nhiều, là lúc đấy là nhà đủ ăn, đủ no đủ mặc, thế là tốt rồi các bạn ạ. Đây, cả một xoàn sắn này để khoảng khoảng mấy năm rồi đấy. Sắn nhá, bên này là sắn này, bên này là ngô nhá. Wow,
Mình sẽ xuống nha các bác nhé. Các bạn, đây là cái có cái máy sắt này, máy sắt. Đây là máy sắt thời xưa bây giờ nhưng mà lại bây giờ dùng điện này. Rất là hiện đại này. Còn bên này là cái này là cái máy nghiền luôn. Bên này là cái này là máy sắt nhá. Xong bên dưới bên này cũng là cái một cái máy nghiền hay sao ấy. Ồ. Đấy.